Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nại Khóc Sơn Đông. Kính thưa quý khách, công ty Nại Khóc Sơn Đông có quen thuộc với những video giới thiệu đồ gỗ nội thất cao cấp. Thì trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người bộ bàn ghế sofa gỗ gỗ đỏ bọc da. Bộ bàn ghế này đang được công ty chúng tôi bày bán với mức giá 435 triệu đồng. Và Nại Khóc Sơn Đông chúng tôi không nhận mong muốn mang lại những giá trị sản phẩm vượt trội, những giá trị dịch vụ tận tâm, mà chúng tôi còn mong muốn mang lại cho quý khách một khối tài sản có giá trị vững bền theo thời gian. Ông bà ta xưa có câu: mua vàng thì lỗ, mua gỗ thì lãi. Câu đó hoàn toàn đúng trong thời gian hiện nay, bởi công ty chúng tôi ngoài chính sách bảo hành trong 5 năm, bảo trì vĩnh viễn, một đổi một trong 30 ngày đầu tiên sử dụng, bên cạnh đó chúng tôi có một chính sách vượt trội hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh, đó là chính sách nâng cấp sản phẩm. Vì sao? Tôi sẽ làm một ví dụ để quý khách có thể hiểu hơn về chính sách này. Hôm nay quý khách mua một bộ bàn ghế ở chúng tôi có giá là 30 triệu đồng. Trong 2 năm sau hoặc vài tháng sau mà quý khách có muốn đổi một bộ bàn ghế khác thì quý khách chỉ cần mua phần trên lệch giữa hai bộ bàn ghế để hưởng được bộ bàn ghế mới toanh. Kính thưa quý khách, và không làm mất thời gian của mọi người nữa, và ngay bây giờ mọi người hãy cùng chúng tôi đi vào chi tiết của sản phẩm này nhé. Phòng khách là một nơi thể hiện gu thẩm mỹ cũng như sự giàu sang của từng gia đình. Chính vì vậy, nơi đây cần sự chăm chút nhiều hơn với các căn phòng khác. Bàn ghế phòng khách là tâm điểm chính khi bước vào ngôi nhà của mọi người, cho thấy nét riêng cá tính của mỗi gia chủ. Chính vì vậy, việc lựa chọn một bộ bàn ghế phù hợp với không gian và màu sắc của ngôi nhà cũng không phải là điều dễ dàng. Nếu mọi người là người sành sỏi trong lĩnh vực nội thất và đam mê với đồ gỗ, hẳn sẽ không khỏi trầm trồ với bộ bàn ghế bọc da được làm từ gỗ gỗ đỏ cao cấp này. Với chất liệu gỗ gỗ đỏ cao cấp đã qua giai đoạn xử lý chống hói mọt không quên, sản phẩm vừa mang lại độ bền cao và tạo được điểm nhấn ấn tượng cho thiết kế nội thất phòng khách hiện đại. Khác hẳn với những loại gỗ tự nhiên mang màu tối hay sáng bóng, bộ bàn ghế sofa gỗ đỏ mang đến cho phòng khách sự ấm áp, nhẹ nhàng mà vô cùng gần gũi. Với thiết kế hoành tráng bề thế gồm một bàn, hai ghế đơn, một bàn dài, một ghế đôi và hai bàn trà, phù hợp cho phòng khách có diện tích rộng, giúp không gian gia đình mình thêm quý phái và sang trọng. Trung tâm của bộ bàn ghế là chiếc bàn. Bàn dài 1m45, rộng 80cm và cao 60cm. Bộ bàn ghế này được chế tác từ gỗ gỗ đỏ quý hiếm. Các nét đục chạm hoa lá tây uyển chuyển, sinh động và sắc sảo tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, sang trọng, kiểu dáng tinh tế. Bộ bàn ghế này phù hợp với không gian phòng khách sang trọng, sẽ tôn lên nét đẹp thẩm mỹ quý phái cho gia chủ. Bộ bàn ghế được sản xuất hoàn thiện bởi bàn tay tài hoa của những người thợ lành nghề.
nếu mọi người muốn là chủ nhân sở hữu bộ sofa bọc da gỗ gỗ đỏ này, hãy liên hệ cho tôi theo số điện thoại 0372154068 để được nhân viên tư vấn cụ thể hơn. Hoặc mọi người hãy ghé trực tiếp tại cửa hàng Nội thất Sơn Đông chi nhánh Tiền Giang, nằm tại địa chỉ 108 ấp Bắc, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và để xem thêm nhiều sản phẩm khác như bàn ghế phòng khách, tủ TV, tủ quần áo, hãy truy cập trang web noithatsondong.com. Ghế đôi. Ghế đôi dài 2m15 và rộng 81cm, cao 1m55. Một bộ bàn ghế đẳng cấp là sự thể hiện rõ nhất về cái tầm của gia chủ. Nhà ở sinh hoạt thuận tiện cho các thành viên trong gia đình có thể hô, nhưng đồ thì phải hành. Bộ bàn ghế này thể hiện đẳng cấp, tinh xảo, sự khéo léo, tài hoa của những người nghệ nhân, đẳng cấp và sự chịu chơi của gia chủ. Bộ bàn ghế này được làm hoàn toàn trên chất liệu gỗ gõ đỏ với lối chạm hoa lá tây theo phong cách Pháp. Bộ bàn ghế sofa bọc da gỗ gõ đỏ này mang lại vẻ sang trọng, độc đáo, hiếm thấy cho không gian phòng khách của nhà gia chủ. Ngoài ra, sofa bọc da này còn có thiết kế thêm ngăn kéo giúp chúng ta dễ dàng để những vật dụng cá nhân rất tiện lợi, và ngăn kéo cũng được chạm khắc rất cầu kỳ và sắc nét. Tiếp đến là ghế đơn. Ghế đơn dài 1m, rộng 81cm và cao 1m45. Và bộ bàn ghế này không chỉ sofa da mới mang lại vẻ mới lạ, khác biệt, sang trọng cho căn phòng. Bộ ghế sofa gỗ gõ đỏ có thể làm được điều mà sofa đơn thuần khó có thể làm được, bởi gỗ gõ đỏ mang tới phòng khách một sự sang trọng. Đường nét của bộ sofa cũng trở nên ấn tượng và tinh tế hơn. Tiếp đến là băng dài. Băng dài dài 2m50, rộng 81cm và cao 1m55. Với những đường nét vân gỗ đơn giản, có chiều sâu, không quá sắc nét, đồ gỗ nội thất từ gỗ gõ đỏ mang đến sự thanh lịch,
tuy không quá nổi bật nhưng lại tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian. Bên cạnh gam màu ấm áp, tinh tế và nhẹ nhàng và bộ sofa bọc da gỗ gỗ đỏ này giúp người dùng dễ dàng kết hợp với các loại nệm từ màu sắc đến kiểu dáng. Cuối cùng là đôn trà dài 66cm, rộng 55cm và cao 70cm. Và đôn trà này cũng được làm từ những khối gỗ gõ đỏ nguyên khối được chạm khắc tỉ mỉ từ chân cho đến mặt bàn. Và bây giờ video của tôi cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay của tôi. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hẹn gặp lại quý khách ở video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.